Cả nhà ơi, bây giờ xà lan lại bị đuổi nữa rồi cả nhà ơi. Do cái tàu này nó chở đầu quá. Thôi lại tiếp tục dời xà lan nữa rồi. Hiện bây giờ tôi đang đứng ở bên xà lan của chị Ngân nè. Bên mình vẫn còn cặp ở ngoài luôn, vẫn chưa có nhận hàng. Ở bên này chị Ngân mới gieo được có 200 mấy chục tấn à, mà trời cứ mưa hoài á, không có gieo được. Mưa nguyên ngày nay luôn. Anh ở trên cảng á, anh mở chùm được cọng dây rồi. Ủa sao tàu một vô cái phen không à? Dạ, mở luôn, mở luôn. Không chậm nha. Biết rồi, mình giờ cho nó an toàn. Hiện giờ ngoài trời đang mưa lâm râm luôn nè. Nguyên ngày nay luôn, cứ mưa lâm râm vậy không có làm hàng được gì hết á. Rồi rồi dạ. Tại đầu sáng quá đi không? Dạ dạ. Mở dây lái rồi, xong giờ mở dây mũi. Ở đây dời rồi, cái chiếc đằng trước cũng phải dời luôn. Tại vì tàu nó chở đầu, tàu này nó lớn quá. Để đảm bảo an toàn thì mình phải dời ra ngoài cho tàu chở đầu xong rồi mình mới vô mình cặp trở lại. Chị Ngân đang ở sau cầm đèn pin canh cái lái.
mình gần quá. Nó đề máy luôn rồi kìa. Chị đó đề máy luôn rồi. Xỉn xỉn rồi đó, ông sẵn sàng rồi đó. Đây cái phao của mình. Cho mũi thêm vô còn còn nhớ chiếc ở ngoài nha, đã quên ở ngoài trên luôn á. Rồi thôi đỏ bên ngoài. Ôi cái nào được rồi, thấy cao, trả đầu là mình vô lại. Thế là bỏ hai cái. Bỏ cái được rồi. Coi coi sao rồi tính. Không lẽ nay lúc nào nữa. Quy bỏ ra. Không, nước này nó yếu rồi, chút nó lớn rồi. Nó lớn rồi. Nó có mấy hộp có điện á. Mấy ông đa này ổn chưa? Chưa gắn gà nữa. Trời ơi. Vậy mà hồi chiều giờ. Rồi bỏ cái neo bên đây, cái neo bên đây chịu lên nổi á. Thôi đi má ơi, để con chịu neo của con. Thì bỏ neo bên đây chút chút xíu vô bên kia chịu lại thôi, chút xíu thôi. Khỏi còn khổng lắm, khỏi đi. Khỏi đi giùm cái đi. Rồi cái dây ga có kéo được không? Đang bên đang còn kìa. Lâu có kéo lắm để mình kêu qua cho. Chạy thì lượt chút xíu thôi, chạy một tiếng nữa. Cái cảng này đậu không có yên, cảng này dời hoài luôn. Hôm nay chưa nhận hàng được mà cứ dời hoài. Cả nhà ơi, bây giờ xà lan lại dời chở vô để mà cặp vô cảng lại, tại vì cái tàu nó đã chở đầu lại rồi. Nãy cái mũi nó đằng này nhưng mà nó chở đầu lại rồi, cái đít nó lại đằng này rồi. Để nó chở đầu đặng nó lấy cái mấy cái tua bin gió nằm phía bên kia. Bây giờ mình phải giờ vô mình cặp trở lại. Hiện bây giờ là 10 giờ 20 tối nha cả nhà. Đi xà lan là vậy đó.
khi mình hứng sáng đêm luôn, có khi nửa đêm 12 giờ khuya lại dời xà lan. Bây giờ xà lan lại chui vô cái lỗ nhỏ xíu đó đó, đậu ngay chỗ cái cẩu đó để mà làm hàng tiếp. Nguyên ngày hôm nay trời mưa suốt luôn, không có làm hàng được. Rồi luôn, đậu quay cái cabin sau lại đằng này là hứng bụi này đã luôn rồi. Bụi nè, cả nhà thấy bụi bay nè. Tình hình là vô cái lỗ này không lọt rồi cả nhà ơi. Tại vì cái tàu buông nó chở đầu á, nó thụt lùi lại chút xíu rồi. Xà lan mình dài quá không có lọt được. Xà lan ở bên Chi Ngân, xà lan bên Chi Ngân dài quá không có lọt được rồi. Buộc lại đi con, buộc lại luôn đi, hồi mình dời sao. Giờ đậu đây đảo luôn đi. Dạ. Bụi. Mình sẽ cập đỡ vô cái tàu này, rồi sáng ngày mai á, bên cảng sẽ bố trí lại sau. Chứ bây giờ cái lỗ nó nhỏ quá, xà lan của bên chị Ngân á, không có vô cái lỗ nó lọt được. Sáng là mình đậu ngay cái cẩu này nè, cái cẩu quơ lên nè, sáng mình đậu ngay đây nè. Bây giờ thì thua rồi, bó tay rồi. Giờ mình đậu nhờ ở đây rồi mai tính tiếp. Đêm á, ánh sáng nó không được tốt, nó hơi mờ nha cả nhà ơi.